Chào các bạn, mình đúng là Hoàng Phúc và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo hiệu ứng tan vỡ với cái brush tự tạo. Thì bởi vì cái hiệu ứng này tương đối là có nhiều cái hướng dẫn rồi, nhưng mà mình muốn hướng dẫn thêm với các bạn về cái việc mà chúng ta luyện tập về cách tạo cái brush như ý. Bởi vì mình vô những cái tutorial đó thì nhiều bạn thắc mắc là tại cái brush ở đâu, tại sao cái brush của bạn hình nhìn nó lạ vậy, mình tìm không ra. Thì đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn tự tạo một cái brush cộng thêm là hiệu ứng tan vỡ. Nên như bạn nào chưa kịp theo dõi, đầu tiên ha, mình có một cái stop đây. Đầu tiên thì chúng ta luôn luôn sẽ phải tách nền ra. Bất kỳ một cái stop nào các bạn sử dụng ha, cũng nên tách nền. Nhưng mà việc đầu tiên là không cần biết là chúng ta phải làm gì, nhưng mà cứ Ctrl J nó lên đã, để nhân đôi này lên, nhân đôi cái background lên ha. Rồi, ok, mình sẽ tạo vùng chọn cho vùng người này và tạo một cái layer mới là hình đó. Mình sẽ sử dụng Quick Selection Tool. Ở đây mình không cần phải đi quá chi tiết, chỉ cần đơn giản là có những cái màu sắc theo đúng như là cái hình dáng người là được rồi. Ok, sau khi đã chọn xong ha, bạn nhấn tổ phím Ctrl J thêm một lần nữa để nhân đôi cái này lên. Đây, các bạn tắt đi. Sau khi đã tạo được cái vùng chọn rồi, các bạn bấm tổ phím Ctrl J, nó sẽ hiện lên tạo thêm một cái layer mới theo cái vùng chọn các bạn đã làm như hồi nãy. Ok, bây giờ việc tiếp theo là sẽ tạo một cái brush. Trong kho brush của mình tạm thời không có cái brush nào gọi là có hiệu ứng đặc biệt cả. Đơn giản là mình không có lưu, không có tải về. Và khi cần thì chúng ta sẽ tự tạo. Ok, đầu tiên là tạo một cái project mới. Các bạn chọn file new, để kích thước là 500x500 pixel, còn lại thì 300 cũng được, 72 cũng được. Kích ok ha. Trên đây các bạn sẽ tạo cái hình dáng của cái brush trên nền trắng và brush cái hình dạng màu đen. Đây ha, nền trắng ha. Các bạn Ctrl Shift N để tạo một cái layer mới. Ok, mình sẽ tạo một cái layer mới nha. Mình click ok, nó sẽ ra một cái layer mới. Thì ở đây mình sẽ tạo một cái shape, hay gọi là cái shape, cái hình dáng của cái brush á. Mình sẽ tạo một vùng chọn, sau đó đổ màu lên thì nó dễ hơn. Ví dụ đây mình muốn ra những cái như thế này. Tạo tiếp những cái một số cái nhỏ nhỏ hơn bên ngoài. Mục đích việc này là khi chúng ta làm cho nó cảm giác như nó có nhiều đa dạng. Mảnh vỡ thì nó đa dạng hơn. Có vuông, có tam giác, rồi đủ kiểu. Để thêm tí hình vuông. Rồi, sau đó các bạn có thể đổ màu lên, đổ màu đen lên ha. Rồi, tắt vùng chọn đi, ra được một cái này. Thay vì cái brush hình như thế này, các bạn có thể tạo những cái shape khác như là hình bướm, hình trái tim, hình con chim chẳng hạn thế. Ok ha, các bạn sẽ chọn vào, đâu rồi, Edit và Define Brush Preset. Đây ha, Edit, Refine Brush Preset, click vào, để tạo tên cho nó, Tan Net, không giấu đi cho chắc ăn, click OK, là các bạn đã có cái brush, cái dạng của brush nó trong đây rồi, nó nằm ngay cuối này, Tan Net á. Các bạn muốn lưu lại để tặng người khác thì các bạn click vào cái trên này ha. Chọn Save Brush, các bạn điền cái bộ brush vào thôi. Rồi, quay trở lại đây. Ở đây chúng ta đã có cái brush, hãy có thể chấm 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 chấm, các bạn có thể thấy ha. Rồi, nhìn là không thể nào sử dụng cái này rồi, nó kỳ. Mình sẽ sửa lại chút xíu, các bạn click vào đây ha. Thì chọn brush này, Toggle Brush Panel này, click vào. Nó sẽ ra một cái bảng như thế này. Đây chúng ta sẽ hiệu chỉnh cái brush của chúng ta, tăng cái này lên,
Đại khái là những cái này mình cũng không chưa có thật sự hiểu rõ, nhưng mà đại khái là chúng ta sẽ làm cho nó cảm thấy nó rối tinh rối mù lên nhiều nhất là có thể là được rồi. Chủ yếu là shape dynamic, scattering, một số thứ khác các bạn có thể mày mò thêm. Transfer để cho nó có cái đậm cái nhạt mà hay hơn. Rồi, ok, và đó, sau khi click ra thì nó có cái sự nó gọi là gì? Random ha, hay chơi game gọi là random ha. Ok ha. Rồi tiếp đã chỉnh xong cái brush. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái mod, cái chủ thể subject này ha. Trong cái layer mà mình đã tách ra này, các bạn sẽ cần Ctrl T và cho nó lớn ra, cho lớn bao nhiêu tùy thích, chẳng cần đúng hình dạng đâu. Mục đích của cái việc làm này là chúng ta lấy cái mẫu, lấy cái màu, để khi chúng ta click vào cái click vào mẫu đó thì chúng ta sẽ có được cái màu nó tương đồng với lại cái chủ thể có sẵn, nó đẹp hơn. Để bóp méo tùy ý. Rồi, click OK. Đúng không ha? Rồi, đây các bạn click vào layer mask và đổ màu đen lên đó. Các bạn có thể đổ màu nhanh bằng phím Alt+Delete ha, là nó sẽ lấy cái màu phía trên này để phủ lên cái lớp mà mình đã chọn. Thì ở đây mình sẽ sử dụng brush màu trắng và click. Các bạn hiểu cái này không? Khi mà chúng ta tạo cái này bình thường đó, như cái layer mask bình thường màu trắng là sẽ làm cho nó hiện trở lại ha. Thì cái việc đó thì mình sẽ làm tương tự, là tương tự nhưng với cái brush nó đặc biệt hơn tí xíu. Mà cái brush chúng ta đã tạo đổ màu trắng ha, và sẽ bôi vào trong cái layer mask màu đen đó, lấy brush màu trắng bôi lên màu đen và cứ click click cho nó nhỏ tí xíu đi mặt. Rồi này cứ hiệu chỉnh cho nó hơi có cái sự rối rắm lên tí xíu là được rồi đó. Ok, để brush nhỏ lại và bắt đầu bôi, cứ click tùy ý lên cái vùng mà các bạn muốn. Chỉnh nhỏ hơn tí xíu nữa. Rồi, chỉnh brush to, brush nhỏ thì tùy các bạn, nhưng mà tạo cho nó có sự thay đổi liên tục, nó đa dạng và phong phú cái mẫu mảnh vỡ hơn, nó hay hơn ha. Rồi đại khái đã xong. Rồi tiếp là tạo cho nó cái sự có cái độ 3D, có độ nổi. Đầu tiên ha, cái lớp này là lớp thứ nhất. Các bạn bấm Ctrl J để nhân đôi lên, tạm thời tắt đi. Cái lớp này ta sẽ cho nó filter blur đi tí xíu, Gaussian blur giảm đi, giảm vừa phải thôi ha. Rồi cho nó mờ đi tí xíu nữa, giảm opacity đi. Rồi tới cái lớp trên này, các bạn lại phủ màu đen lên ha, phủ màu đen lên và làm lại tương tự. Để ý là các bạn chấm ít ít thôi thì nó hay hơn, nhưng mình đây chấm nhiều quá nhìn nó hơi ảo ảo thế nào. To lên tí xíu.
đó. À, tạm thời là xong. À, nhưng mà ở đây chúng ta đã có mảnh vỡ, nhưng mà người thì chẳng thấy vỡ thế nào hết, nên mình sẽ làm cho nó hơi khuất đi, khuất vào trong cái người đi, để tạo như là nó đang bị vỡ ra. Cũng chọn lại cái brush như nãy ha, và tạo một layer mới, Ctrl Shift N để tạo một layer mới ha. Thì ở đây thay vì sử dụng brush, các bạn sử dụng clone stamp tool, click đây ha, và sử dụng cái brush như hồi nãy, sử dụng cái dạng brush như hồi nãy ha. Chỉnh cái phía trên này, chỉnh xuống current and below, hoặc là all layer cũng được. Để chưa chỉnh lại rồi. Ok, các bạn vẫn đang sử dụng clone stamp tool ha, và lấy mẫu vào trong cái phần người á, phần của subject á. Đây ha, bạn để phím atlas và chọn vào cái vùng đấy, click ra. Xin lỗi, chúng ta click ra cái phần ngoài ha, click phần ngoài ha, để nó lắp đi đó, để nó lắp đi. Cũng để chế độ cái brush lúc to lúc nhỏ hay hơn. Cứ để phím atlas cái vùng gần gần cái chỗ chủ thể mà chúng ta muốn cắt ạ. Rồi, như vậy là đã xong hiểu tầng vỡ với cái brush tự tạo. Các bạn, mình đã nói rồi, các bạn có thể tạo một cái hình khác ha, cái shape khác để cho cái những cái mảnh vỡ này nó có hình dạng khác hơn, tùy vào cái sự sáng tạo của các bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn có thể bấm like và subscribe ủng hộ cho mình. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, các bạn vui lòng để lại comment phía dưới, mình sẽ giải đáp sớm nhất cho các bạn. Xin cảm ơn.